Xin cảm ơn sự đón xem chương trình của quý vị. Kính thưa quý vị, tàu hải giám đại dương số 21 được Bắc Kinh phái tuần tra Việt Nam Trung Hoa, tức Biển Đông Nam Á, từ hôm 27 tháng 12 đang bị phi lộ tần chất vấn. Việt Nam lo âu, quốc tế theo dõi, Đài Loan chuẩn bị thăm dò dầu khí quanh đảo Thái Bình, tức Ba Bình. Và để tiếp nối chương trình, sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần nhận xét của bình luận gia Đại Dương để tìm hiểu những phản ứng của Manila và Hà Nội trước khi Bắc Kinh áp dụng quy định tiếp cận tàu thuyền đi vào vùng biển chủ quyền do Trung Cộng tuyên bố. Vâng, thưa ông, thì cái Cục An toàn Hàng hải của đảo Hải Nam đã phái hải giám 21 xuống biển Đông Nam Á với nhiệm vụ là bảo đảm an toàn giao thông hàng hải, tìm kiếm cứu hộ và thực hiện các công việc mà công ước quốc tế cho phép. Thì thưa ông, thì phải chăng có để thi hành việc tiếp cận tàu thuyền ngoại quốc kể từ tháng 1 năm 2013 không? Điều này chắc chắn như vậy, bởi vì không phải tự nhiên họ đưa một cái tàu lớn như thế để đi vào vùng biển Đông Nam Á. Và nó rất tương hợp với ngày 1 tháng 1 này là họ sẽ có cái quy định, có quyền kiểm soát tất cả những tàu thuyền nào đi trong cái vùng họ gọi là lãnh hải của họ, tức là trong cái vùng đường chữ U chẳng hạn. Thì như thế chúng ta thấy cái hải giám 21 này là hạ thủy năm 2002, nó là một cái tàu chiến. Bây giờ người ta sửa lại và để trở thành một cái tàu nghĩa là bán quân sự. Nó dài tới 93 mét, tốc độ 40 km/h. Thì như vậy, nếu so với các cái tàu tuần duyên của những nước láng giềng như là Việt Nam, như là Phi Luật Tân, thì nó vượt trội hết. Mặc dù nó không có trang bị nhiều vũ khí, hoặc có thể trang bị thô sơ thôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì cũng trang bị một khẩu đại liên gì đó, chứ không phải nhiều. Nhưng mà vấn đề của họ là cái tốc độ cao và cái độ lớn, nó có thể lấn áp hết. Và ngay như họ chưa đến đuổi thì các nước cũng phải chạy trước vì cái tốc độ chậm hơn, rồi nó đuổi theo, nó ủi. Vì cho nên chúng ta thấy đó là một cái điều mà chắc chắn là họ phải làm. Và nó có thể hoạt động trong cái tầm tới 7.400 km mà không cần tiếp tế. Cho nên nó sẽ có ở lâu trên biển Đông, được trên biển Đông Nam Hải được, thưa cô. Và như vậy thì chúng ta thường thấy một cái trường hợp nó sẽ xảy ra là Trung Cộng sẽ phối hợp giữa hải quân, hải giám, ngư chính, ngư thuyền để thực hiện các quy định này. Bởi vì khi khám xét thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có một vài tàu hải quân lãng vãng ở quanh đó để mục đích là chặn, không cho các tàu hải quân của các nước để can thiệp vào cái việc mà họ đang kiểm soát một cái tàu chẳng hạn. Thí dụ kiểm soát ghe đánh cá của Việt Nam thì sợ rằng nếu có tàu hải cảnh của Việt Nam tới chẳng hạn, thì bây giờ nếu một tàu chiến của Trung Cộng lãng vãng ngoài thì chắc chắn là họ không dám tới rồi. Đó là cách thức họ làm. Hơn nữa là tôi gọi là phối hợp cả ngư thuyền. Tại sao vậy? Biết chuyện này nó đã xảy ra nhiều, là họ dùng ngư thuyền, dùng ghe đánh cá, của tàu đánh cá của để thực hiện cái việc, thí dụ như cắt cáp của tàu hoặc là đi vào ở trong các cái vùng của vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác để mà quậy phá, để mà đánh lưới chẳng hạn. Đó là những vấn đề mà có thể có sự phối hợp. Như vậy, nếu mà đông quá họ có thể ùa, có thể những cái anh mà tàu đánh cá của Trung Quốc nó có thể nhảy lên cái tàu đánh cá của Việt Nam nhỏ hơn để nó kiểm soát chẳng hạn. Thì đó là một vấn đề rất là nghiêm trọng ở tại biển Đông Nam Á, thưa cô. Vâng, thưa ông, thì như đã thưa trên thì Manila đã lập tức chất vấn nhiệm vụ của tàu hải giám 21 tại biển Đông Nam Á và còn đẩy mạnh hoạt động tuần tra, tăng cường lực lượng bảo vệ vùng biển phía Tây. Như thế nào trước cái mối đe dọa mới, thưa ông? Thì vừa rồi đó, Phi Luật Tân họ nói rằng cái lực lượng hải quân của họ còn yếu, cho nên cái chuyện muốn đương đầu với Trung Quốc thì không phải là bằng vũ khí mà bằng ý chí của người dân. Ý có thể nói rằng chúng tôi phải đánh bởi vì chúng tôi cần cái bảo vệ cái lãnh hải của chúng tôi. Còn cái chuyện vũ khí là một chuyện đứng bên cạnh, nhưng mà phải có tinh thần, gọi là tinh thần cương quyết để mà chống xâm lăng chẳng hạn. Và ngay như cái ông tư lệnh hải quân Alexander Bama của Phi, trong khi gặp với các sĩ quan Mỹ trong cuộc họp cách đây chừng 2 tuần, thì ông ta mới hỏi cái sĩ quan Mỹ rằng bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn được hay không? Và cho nên ông mới hỏi một câu, ông nói là bây giờ các ông á có muốn giúp cho tôi hay không? Và chúng tôi đang cần như vậy.
thì bên phía Hoa Kỳ họ cũng trả lời một cách mơ hồ. Vì thế cho nên phi luật tăng mới đang tính mua 3 trực thăng AW-109 để mà cho các cái để mà phối hợp với hải quân của nước họ để tuần tra. Và nhưng một điều chúng ta đều nhớ rằng Hoa Kỳ bây giờ không muốn va chạm ở trên Biển Đông, nhưng mà muốn ngăn ngừa. Tôi nói thí dụ như khi cái vụ Scarborough giữa phi luật tăng và Trung Cộng đụng độ, thì Mỹ bèn gửi 2 chiếc tìm thủy đỉnh đến Subic Bay, rồi lại mở một cuộc tập trận lớn phối hợp giữa hai bên, có khoảng 4.000 thủy thủ, 4.000 lính của hai bên tham dự. Thì như vậy để cho chứng tỏ rằng chúng tôi là đồng minh với nhau. Thì anh nào muốn đánh thì coi chừng, vì chúng tôi đồng minh. Thì lập tức bây giờ trường hợp này cũng vậy. Bên kia chuẩn bị, bên Trung Cộng chuẩn bị để kiểm soát, thì tự nhiên ông Mỹ lại gửi một cái tìm thủy đỉnh nguyên tử vào cái Subic Bay. Không lẽ vào để chơi à? Họ nói lại vào để nghỉ ngơi, để gì đó. Nhưng mà thực sự người ta phải nói rằng đây là một cách dằn mặt để cho thấy rằng tôi là đồng minh. Thì tôi hiện diện đây để xem các ông làm cái trò gì. Thì đấy, chúng ta thấy tại sao mà phi luật tăng họ phản ứng mạnh. Mặc dù họ đã có cái hiệp ước, nhưng mà họ phản ứng mạnh. Và phía Mỹ cũng không phải bỏ lơ như họ tưởng. Nhưng mà họ có một cái cách thức làm khác hơn. Nghĩa là dằn mặt nhiều hơn là để xảy ra cái cuộc chiến, thưa cô. Vâng, thưa ông, khi nói tới cái tình hình Biển Đông, thì với cái mối đe dọa ngày càng tăng trên cái biển Đông Nam Á, thì báo chí trong nước, chị Loan Tin Sơ và Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh có viết bài "Củng cố hòa bình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ Tổ quốc" trên tờ Quân đội Nhân dân. Ông có nhận xét gì? Thứ nhất là chúng ta biết rằng bên Trung Quốc khi mà họ nói về vấn đề biển Đông Nam Á chẳng hạn, hoặc là biển Nam Trung Hoa, thì ngoài cái chuyện về ngoại giao, về đe dọa quân sự, thì họ lại dùng cái sức mạnh của quần chúng, cái sức mạnh của dân chúng là thảo luận với nhau, là đưa ra những kế hoạch tấn công Việt Nam, dùng đó để làm cái áp lực. Và cũng từ đó nó gọi là làm dấy lên cái tinh thần dân tộc của họ. Nhưng ngược lại phía Việt Nam thì khác. Báo chí ở trong nước thì họ không có thúc đẩy cái niềm tự hào của dân tộc, mà chỉ muốn nói chúng tôi muốn hòa bình, không muốn đánh nhau. Thì cái điều đấy nó rất là sai lầm. Và dẫn tới chuyện là người dân cũng không bao giờ mà họ muốn tham gia vào việc này cả. Thì ông Vịnh thì ông bảo rằng, ồ bây giờ chúng ta cần phải ổn định chính trị này, để đàm phán song phương này, mà không theo ai cả. Mình tuyên bố rằng chúng tôi không theo ai cả. Thì chúng tôi không theo ai cả, thì người ta cũng nói là chúng tôi sẽ không giúp, người khác cũng sẽ nói là chúng tôi sẽ không giúp ai cả. Thì đó là một cái điều mà họ phải nhận biết được. Thí dụ ông nói là Việt Nam và chỉ áp dụng chiến tranh nhân dân có thể thắng được. Nhưng mà thưa cô, nó khác biệt này nè. Chiến tranh nhân dân là chiến tranh trên đất liền. Nhưng mà chiến tranh nhân dân không thể áp dụng trên biển được. Bởi vì trên biển thì người ta phải nói đến kỹ thuật. Người ta phải nói sức mạnh của hải quân. Chứ không ai nói dùng chiến tranh nhân dân đi bố trí hay gì. Cái chuyện đó là cái chuyện xưa, chuyện không thể xảy ra được. Như vậy thì ông nói rồi, lấy lý dụ như là Việt Nam ngày trước đánh thắng Mỹ chẳng hạn, đánh Pháp là bởi chỉ vì người Việt Nam không? Nhưng mà chúng ta đều thấy rằng cái điều nó hoàn toàn sai lầm. Bởi vì nếu không có Liên Xô và Trung Cộng yểm trợ tối đa về vũ khí, về nhân lực, về kinh tế, thì Việt Nam không thể nào, thì Cộng sản Việt Nam không thể nào thắng được cái trận chiến vừa rồi cả. Như thế, họ chỉ nhìn cái khía cạnh đó mà không nhìn thực sự của vấn đề. Không nhìn rằng Liên Xô đã yểm trợ bao nhiêu, ngay như bao nhiêu hỏa tiễn, bao nhiêu cái máy bay bắn hạ đều là do một ông tướng của Nga chỉ huy cả, lập cái hệ thống phòng không ở tại Hà Nội, chứ không phải các cái cán bộ hay là các tướng lãnh của Việt Nam làm đâu. Thì chúng ta thấy như thí dụ nữa là cái trận đánh ở đồng bằng sông Hồng do tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy năm 1951, đánh 3-4 trận, trận nào cũng thua cả, và đến thiệt hại đến cả từ 6-10.000 binh sĩ của Việt Nam. Thì như thế để chứng tỏ rằng cái việc mà chiến tranh nhân dân đó không giải quyết được đâu.
mà phải bằng cách khác. Cho nên sau đó mới nghe lời của cố vấn Trung Quốc mới đánh thắng được ở cái biên giới phía Bắc, thưa cô. Vâng, thưa ông, thì nói đến Trung Cộng thì Bắc Kinh thì không muốn Hoa Kỳ đốn can thiệp vào cái vấn đề Biển Đông Nam Á. Thì nên hôm 28 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân, kính thưa quý vị, ông đã đề nghị 4 điểm để cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ. Theo ông thì ông đánh giá như thế nào? Đây là một cái trò chơi, một cái bẫy để gài là đúng hơn. Bởi chúng ta thấy những điều 1, điều 2 chẳng hạn, thì Trung Quốc nói rằng hai bên nên ngồi bàn thảo để biết rõ ràng cái mục đích của nhau cũng như cái chiến lược, nên không có bị để khỏi có bị hiểu lầm. Nhưng thực sự từ trước nay không những Hoa Kỳ mà nhiều nước trên thế giới cũng yêu cầu Trung Cộng là phải minh bạch vấn đề chi phí quốc phòng, minh bạch cái chiến lược, nói anh chiến lược ra biển anh như thế nào, anh làm cái gì ở đó, và nhưng mà hoàn toàn họ không trả lời, hoặc là họ đưa lên những con số không chính xác. Như vậy thì cái việc mà hiểu lầm này không phải là hai bên cần thảo luận, mà anh cần minh bạch, chứ không phải hai bên phải thảo luận. Bây giờ không thể thảo luận nữa, anh phải thêm này bớt này không, người ta không cần biết chuyện đó. Chỉ cần biết rằng anh đưa anh có bao nhiêu lực lượng anh để làm gì, anh phát triển cái gọi là cái hải quân nước sâu, tức là cái gọi là hải quân toàn cầu như thế nào, người ta chẳng cần biết. Nhưng những điều đó không ai biết cả, nó chỉ mù mờ. Cái thứ hai thì chúng ta thấy rằng cái điều ba họ kêu gọi là hợp tác hơn là tranh cãi. Nhưng mà rõ ràng hợp tác là như thế nào, trong khi anh không nghe lời, anh không muốn nói chuyện với người ta, anh không muốn thảo luận vấn đề đó, anh nói cái chuyện là chuyện của tôi, thì như vậy làm sao mà không tranh cãi được? Bởi vì tranh cãi là do chỗ mà anh không chịu hợp tác trong khi thảo luận. Và cái điều 4 thì họ nói đây là một cái điều, tôi cho rằng điều chính mà họ muốn đưa ra là họ nói rằng hai bên nên tôn trọng quyền cốt lõi của nhau, quyền lợi cốt lõi của nhau. Thì Trung Quốc đã tuyên bố quyền lợi cốt lõi là cái đường lưỡi bò, là cường quốc biển. Thì bây giờ anh bảo tôi tôn trọng, nghĩa là không lẽ tôi tôn trọng anh một cái điều phi lý hay sao? Tức là đường lưỡi bò, ai từ học giả cho tới mọi người trên thế giới đều nói rằng đó là cái đường phi lý nhất. Không có hợp với pháp luật, cũng không có hợp với lịch sử nữa. Như vậy nhưng mà anh vẫn giữ. Thì bây giờ nếu bảo rằng ông phải tôn trọng cái lợi ích của ông, thì coi như là tôi bị sụp cái bẫy anh rồi. Tôi chứng nhận cái sự sai trái của anh, sai trái pháp luật quốc tế cho anh hay sao. Thứ hai thì chúng ta thấy rằng nói cái quyền lợi cốt lõi mà người ta hay nói, tức là tự do hàng hải, thì rõ ràng tự do hàng hải là cái quyền mọi người, đâu có quyền ai cho hay cho. Tự do hàng hải là quyền đương nhiên. Nhưng bây giờ anh bắt là bây giờ phải để như vậy. Liệu như vậy nếu tự do hàng hải, nếu còn bỏ mặc trên những nước nhược tiểu bị anh hiếp đáp hay sao? Chắc chắn là Hoa Kỳ cũng như các nước cường quốc trên thế giới không bỏ lơ chuyện đó được. Và như vậy tức là không, cái điều 4 là để gài cái bẫy cho ông Mỹ lọt vào đó mà có lợi cho phía Trung Cộng, thưa cô. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phân tích và nhận định của bình luận gia Đại Dương, cũng đã kết thúc chương trình Việt Nam đi về đâu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị và quý quyến một năm mới 2013 an khang thịnh vượng. Chúng tôi trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.